Trăn trở trước những khó khăn của người dân trong việc tiếp cận thực phẩm trong những ngày thành phố thực hiện nghiêm quy định, ai ở đâu thì ở đó. Đội xe không đồng của các thành viên cựu cán bộ đoàn phường Hòa Hải được thành lập nhằm hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân, cũng như các trường hợp đau ốm, đột xuất trên địa bàn phường. Đội xe không đồng của cựu cán bộ đoàn phường Hòa Hải cùng 20 thành viên với 10 xe vận chuyển, những ngày này vẫn miệt mài lăn bánh, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng. Tất cả luôn động viên nhau với tinh thần khẩn trương, liên tục để kịp thời vận chuyển các nhu yếu phẩm đến người dân. Với họ, niềm vui là được mang đến những bữa cơm đủ đầy để người dân đảm bảo sức khỏe trong những ngày chống dịch. Chúng tôi tinh thần, tình nguyện và đã xuất quân và triển khai các hoạt động từ hôm dịch đến nay để giúp đỡ cho các chuyến hàng đi đến tận nơi, tận địa phương, tận tổ dân phố, để cho nhân dân khắc phục và được cái dịch bệnh. Từ ngày 15 tháng 8 đến nay, đội xe không đồng đã hỗ trợ địa phương vận chuyển 17 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm, 3 tấn rau củ từ các nguồn hỗ trợ, kịp thời phân phối đến các điểm tập trung tại các tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố để cấp, phát đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ nằm trong khu phong tỏa, khu cách ly y tế. Trong điều kiện đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, các thành viên luôn phải kiêm nhiệm tất cả các khâu, từ lái xe đến bốc phát hàng hóa, mồ hôi chưa kịp ráo. Họ lại tất tả có mặt khi địa phương cần hỗ trợ đưa cán bộ y tế đến các điểm xét nghiệm thần tốc theo chỉ đạo của thành phố. Đội xe tình nguyện sẽ vận chuyển, hỗ trợ hàng hóa đến với nhân dân trong vùng khó khăn, trong cái tình hình dịch bệnh phức tạp, nhằm truyền tải những thông điệp của tuổi trẻ cũng như là lực lượng của cán bộ đoàn, mong muốn là cùng chung tay với thành phố, cả nước sẽ hỗ trợ và cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đó là tinh thần mà các thành viên đội xe không đồng, cựu cán bộ đoàn phường Hòa Hải luôn nêu cao trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, màu áo xanh đoàn thanh niên luôn là niềm tự hào, dù ở độ tuổi nào, tinh thần xung kích tình nguyện vẫn tiếp nối bằng nhiều cách. Và hôm nay chính là sự nỗ lực cho hành trình đội xe không đồng thắm tình mùa dịch.